Nhiều tháng nay, các hộ dân ở khu dân cư Đông Triều, thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ rất bức xúc trước tình trạng trạm trộn bê tông tươi hoạt động gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương. Khi chưa có trạm trộn bê tông thì ở đây rất là hoạt động rất là bình thường, nhưng khi đặt trạm trộn bê tông ở đây thì thứ nhất đó là ảnh hưởng tiếng ồn đến người dân, cái thứ hai là khói bụi ở đây làm những cái hôm mà gió đông ấy thì ảnh hưởng đến những cái nhà người dân ở xung quanh đây, bụi rất là nhiều. Hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay, trạm trộn bê tông này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Nguyên vật liệu được tập kết ngổn ngang, thậm chí có nơi cát đổ thành đống to, gây cản trở giao thông. Dòng nước từ khu vực trạm trộn chảy liên tục trực tiếp xuống mương nước dọc tuyến đường. Nước đục ngầu và có màu xám của xi măng. Bất đắc dĩ trở thành nơi chứa chất thải, một số hố ga thoát nước của khu dân cư đã bị bê tông gần như lấp đầy. Tư thế toàn bộ đây là bụi, mới là cái chất gì nó ra những cái ao chuông này, với các cháu nhà tôi nhỏ đây này, đường xá lầm nội như này, ảnh hưởng mà bây giờ cái chất người ta mà đi ken đi cũng thì hay là chất phụ gia ảnh hưởng đến sinh hoạt. Không chỉ là nguồn nước mà mỗi lần chạm trộn đổ bê tông khô vào bồn, khi đó gió cuốn xi măng, đất cát bay tỏa ra khắp mọi nơi. Các hộ dân sống lân cận nhà đều phải đóng kín cửa, chẳng ai dám ra ngoài. Trước phản ánh của nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hải Triều đã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu cơ sở di rời trạm trộn này ra khỏi khu dân cư, nhưng sau gần một tháng, cơ sở trên vẫn không chấp hành. Cái hơi nó bay vào cái ánh điện thôi, thì qua tình không biết. Thế thì tôi mở cửa ra một cái, nghĩa là vào bên trong gia đình của tôi. Nghĩa là cái sương mù nó dày đặc như thế nào, thì cái nước xi ở đây nó như thế. Bây giờ làm như thế này mà ảnh hưởng đến cuộc sống nhà tôi thế này thì tốt. Tôi không thể chịu được rồi. Trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi lại tiếp tục mời đoàn làm việc, thành lập đoàn làm việc và mời hộ kinh doanh này về làm việc và yêu cầu phải tháo dỡ triệt để. Được biết, trạm trộn bê tông tại khu dân cư Đông Triều do Nguyễn Tuấn Anh có hộ khẩu thường trú tại xã Trung Dũng làm đại diện pháp luật thuê một hộ dân trong khu dân cư Đông Triều. Trước đó, trạm trộn bê tông tươi này đã dựng lên trên địa bàn xã Dị Chế nhưng không được chính quyền và người dân nơi đây chấp thuận, buộc phải rời đi và đến thuê đất lắp đặt tại khu dân cư Đông Triều. Trước bức xúc của nhân dân, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hải Triều, các cơ quan chức năng huyện Tiên Lữ cần sớm di rời cơ sở trên ra khỏi địa bàn khu dân cư để đảm bảo môi trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân.